tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm món mì Ý, thể theo yêu cầu của các bạn nhỏ nhà mình nhé. Và đây là những cái nguyên liệu mà mình sẽ sử dụng để làm món mì Ý. Nguyên liệu gồm có một bịch mì Ý như thế này. Mình sẽ mua cái này trong siêu thị nhé. Nửa kg thịt bò. Mình sẽ làm cho 6 người ăn nên là mình sẽ xài hết một bó mì này. Cũng rưỡi. Tỏi bằm. Bột bắp. Bây giờ thì mình sẽ ướp thịt bò bằng tỏi bằm. Hai muỗng hạt nêm. Và một muỗng dầu mè nhé các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ đảo đều lên để cho thịt bò được ngấm gia vị. Và mình sẽ ướp như thế này trong vòng 10 phút nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cắt cà chua. Mình sẽ bỏ hạt cà chua đi và thái hạt lựu. Nói chung là các bạn thái thật là nhỏ ra, hoặc các bạn có thể cho vào trong máy xay sinh tố và mình sẽ xay nhuyễn ra. Thì khi mà mình xào thì sẽ nhanh hơn, mềm mịn nhuyễn hơn. Đây là cà chua mình sau khi mình đã sắt xong. Và hành tây thì mình cũng thái sợi như thế này. Bây giờ mình sẽ nêm muối và hai muỗng dầu ăn vào trong nước để mình luộc mì nhé các bạn. Mình làm thế này thì sợi mì của mình sẽ được mềm và bóng, không bị dính vào nhau. Đậy vung vào và đun sôi nước lên. Bây giờ thì nước đã sôi rồi đây thì mình sẽ thả mì vào đây. Mì thì mình sẽ luộc trong khoảng từ 15 đến 20 phút nha các bạn. Khi nào mà sợi mì nở mềm thì mình sẽ vớt ra. Bây giờ thì mì sẽ đã được rồi. Và mình sẽ đổ ra một cái rổ như thế này. Rửa sạch lại với nước lạnh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt chảo lên và mình cho dầu vào. Mình sẽ xào tỏi cho thật thơm. Mình sẽ cho thêm vào đây một muỗng bơ các bạn ạ. Làm cho bơ tan hết ra. Khi mà bơ tan và tỏi đã thơm rồi thì mình sẽ đổ cà chua vào và xào cà chua nhé. Giờ thì mình sẽ nêm vào đây một chút muối. Muỗng hạt nêm. Và hơn một muỗng đường nha các bạn. Đảo đều lên để cho cái cà chua này được ngấm. Sau
nó thì mình sẽ dùng một cái vung và mình đậy nó lại để cho cà chua được mau chín mau mềm nhé các bạn. Bây giờ thì cà chua đã mềm rồi đây, mình sẽ đổ thịt vào và xào lên. Thì cái sốt của mình nó hơi bị đặc các bạn ạ, thế vì thế cho nên là mình sẽ cho vào đây thêm một chút nước. Thì mình sẽ bỏ nốt hành tây vào. Và mình sẽ chế tiếp bột bắp. Bột bắp thì mình sẽ cho từ từ thôi để cái sốt của mình được sánh mịn. Cái tên này là được rồi đây các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ cho thêm một chút cái húng dũi mà mình đã thái nhỏ vào để cho cái sốt của mình được thơm ngon hơn. Vậy là cái sốt của mình đã xong rồi đấy. Vừa mịn và sánh. Rất ngon các bạn. Bây giờ thì mình chỉ cần bày mì ra và mình chế sốt lên và mình cùng thưởng thức thôi. Thì cái video của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn luôn có những bữa ăn ngon miệng nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.